Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân Vlog. Lại theo yêu cầu của một bạn khán giả khá là hay. Anh ơi, anh thử gọi điện cho SCB173 xem. Thì trước đây mình cũng đã làm một cái video về SCB173 rồi. Khá là nguy hiểm và khá là kinh khủng mọi người ơi. Mình chưa gọi mọi người ơi. Mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về SCB173 như thế nào thôi. Nhưng mà hôm nay là một bạn khán giả lại yêu cầu mình: anh ơi, anh thử gọi điện cho SCB173 xem. Đố anh mà dám gọi đó. Thì cái câu đố này thực sự là mình rất là quen rồi. Cũng rất là nhiều bạn đố mình rồi. Và mình cũng nói với các bạn biết rằng là SCB173 nó khá là nguy hiểm. Nó được tổ chức SCB cho nó là một loại là cực kỳ rất là nguy hiểm. Nó là một kẻ giết người mà nó được nhốt trong một cái thùng đựng bi tông. Và cái thân hình của nó rất là quái dị luôn. Và đến nay và nguồn gốc của SCP-173 chúng ta vẫn chưa được tìm hiểu rõ nó là cái méo gì cả. Thực sự nó vẫn được cho là cực kỳ rất là nguy hiểm. Các bạn không nên tiếp xúc với SCP-173. Nó cực kỳ rất là nguy hiểm luôn. Nó có thể giết người một cách rất là kinh rợn mà cười ghê. Nói mình phải sợ cả người anh em ơi. Ôi, hôm nay là hiện tại bây giờ này là 3 giờ chiều rồi. Thì mình đang chờ. Nói chung là cũng sắp 3 giờ chiều rồi. 3 giờ chiều thì cũng chưa đúng, nhưng mà cũng sắp 3 giờ chiều rồi. Mình đang chờ đúng cái giờ đẹp là mình sẽ gọi điện cho SCP-173 nha các bạn nhá. Các bạn biết rằng là những cái video của mình ấy thì thường thường mình toàn ở trên núi, là lý do là mình muốn bảo đảm an toàn. Khi mà mình gọi điện, lỡ may nó đến mà mình không kiểm soát được, cái nó xuống nó lại bắt gà, bắt lươn, bắt chó, bắt mèo của người dân. Cho nên những cái quái vật rất là nguy hiểm, cho nên mình phải chọn vào cái nơi là rừng sâu nước độc. Các bạn không nên đi thiêu vào mình vào rừng sâu nước độc để triệu hồi mọi người nhá, rất là nguy hiểm. Đây là những cái loại mà pháp sư chém gió và chém gió bẻ cành như mình thì mình mới có khả năng như vậy đấy. Nhiều anh em cứ bảo rằng là anh chém gió vừa thôi, thực ra thì mình cũng biết là mình chém gió thật, nhưng mà không sao các bạn ơi. Các bạn góp ý là cái tốt, nhưng mà các bạn cho mình một like nhá. Các bạn đừng có chỉ xuống là mình buồn. Mình buồn lắm. Ôi, làm đi triệu hồi vất vả lắm anh em ơi. Nhưng mà lỡ mình phong mình là pháp sư rồi thì mình phải chịu khó mình đi triệu hồi anh em ơi. Thôi bây giờ cũng lại dòng cái này. Bây giờ mình, anh em biết này, cái khu vực này trong này nó cũng khá là âm u luôn. Đấy, trời, anh em thấy chưa? Trên kia nó có những con dê này. Nhưng mà cũng rất sợ mà chịu mình. Biết là con SCP-173 này nó có ăn thịt dê không nữa cơ. Bây giờ tìm cái vị trí nào đây anh em ơi. Vị trí nào mới quan trọng này. Cái ngọn núi nó bao la rộng lớn này. Anh em xem này. Đó. Nó bao la rộng lớn này anh em. Tôi anh em xoay xem qua một vòng đấy. Anh em thấy chưa? Đó. Nó rất là rộng lớn luôn. Mà một mình ở trên này cũng rất là ghê tởm luôn. Nó chọn cái vị trí nào với gọi. Bây giờ cũng chuẩn bị là sắp. Là 3 giờ rồi mọi người ạ. Mình phải tìm cái vị trí nào đây. Có lẽ là cái vị trí đằng kia xem thế nào. Mình sẽ triệu hồi. Bởi vì là SCP-173 nó làm bê tông. Mà bê tông thì nó sẽ có chứa những đá vôi đó các bạn, nghiền nhỏ. Có lẽ là mình nghĩ là vậy. Ôi, nhìn trước mà mình cũng giống như một nhà khoa học anh em nhỉ. Sỏi phết cái đồ. Đấy, cho nên là mình triệu hồi SCP-173 này nó khá là tuyệt vời. Thì đây anh em cho anh em xem này. Ngọn núi toàn bộ là núi đá vôi không anh em xem. Đó anh em thấy chưa? Ở đây nhá, phía trước kia đây, đó là một cái ngọn núi to đó, có mà khai thác ở đấy ra, có mà bao nhiêu là đá vôi mà đúc thành một SCP-173, có một nhãn luôn. Đó thì mình nghĩ rằng là ở đây là nó có một cái gì đấy, nó có một cái âm khí nó lớn luôn. Nên mình sử dụng cái phương pháp để triệu hồi SCP-173 đây cũng rất là tuyệt vời, và gọi điện cho SCP-173 đây cũng rất là tuyệt luôn anh em nhá. Khả năng hôm nay mình sẽ gọi điện cho SCP-173. Mình sẽ ngồi ở vị trí này đi các bạn nhá, mình ngồi vị trí này khả năng là mình sẽ làm tốt. Bây giờ mình sẽ thực hiện luôn chứ không là hết giờ thiêng là hào. Mình cứ lấy cái hướng này đây, cái hướng này là cái hướng có một cái ngọn núi khá là cao, mà mình nghĩ rằng đây là một cái núi đá, mà một núi đá vôi đấy nha. Mình sẽ gọi điện luôn cho SCP-173. Thực sự là cũng rất là sợ luôn, nói như vậy thôi nhưng mình cũng rất là run anh em ạ. Bây giờ nha, đây
Bây giờ đã là 15 giờ 32 phút rồi, gọi là đã là 3 rưỡi rồi mọi người nhá. Không biết là nó có thực hiện có thiêng hay không. Ở đó. Xin lỗi các bạn nhá. Thì ôi xin lỗi các bạn nhá, hình như là có người gọi mình ấy. Ôi không phải em ơi. Anh em ơi không phải không phải. Ôi giời ơi, 1.3. Quên định nhiều máy nha em ơi. Nope. Do you always have to wear those? Or do you, like, switch out with different colors, whatnot? Oh, okay, you're not very talkative. What's with the weird look? What, you never seen a sculpture before? Oh, come on, I'm not that bad. Alo ạ! Xin hỏi, có phải đây là SCB 173 không ạ? SCB 173 không ạ? You're D-class, right? Yeah, I kind of figured, right? Các bạn có nghe là nó đang nói cái gì không? Anh có thể nói rõ cho em không thể hiểu được anh nói cái gì ạ. Em ở vùng khác em không thể biết được cả là anh đang nói cái gì cả. Anh có thể trả lời rõ hơn cho em được không ạ? Anh ơi, em mới nạp tiền điện thoại anh ạ. À quên, không sao anh em ơi. Thôi đi. Đây là nó gọi điện cho mình, để không mất tiền. Chú nó nói thoải mái đi. Này anh ơi. Anh có thể nói cho em biết là anh có thể nói bằng tiếng Việt này không? Anh cứ lầm bầm. Anh ơi, mọi người ơi, mới nói xong mà nó tắt rồi mọi người ơi. Thôi, mình cũng không dám gọi lại đâu anh em ơi. Ôi anh em ơi, nó lại gọi lại lần nữa này. Ôi dồi dần mà nó lắm tiền thế nhỉ anh em, cực kỳ rất là lắm tiền luôn. Không biết là có ý đồ gì sao lại gọi lại lần nữa đây anh em này. Và có ý đồ gì đây? Chắc chắn là phải có ý đồ gì rồi. Anh có thể nói to hơn không ạ? Do you always have to wear those? Or do you like switch out with different colors, whatnot? Ôi, tắt rồi. Anh em tắt, tắt rồi. Ôi, ai đang em cạnh rồi. Ôi, đi xem phim 1.3. Ôi, nhầm nhầm nhầm. Ôi, rồi nó nằm trong cái cửa kìa. Ủa?
mất rồi anh em ơi. Có lẽ là mình có một cái thần pháp là không bất cứ một cái quân quái vật nào nó có thể làm hại mình. Khi mà nó thấy nó ban đầu thì nhìn thấy nhưng mà sau lại gần nó không thấy được mình. Rất là nguy hiểm anh em nhá. Thôi anh em thấy chưa? Nó kinh một đứa bà nó sợ vãi cả nổi anh em ơi. Thôi, hôm nay video mình kết thúc tại đây nhá. Chào tất cả các bạn.